Xin chào các bác ạ. Hôm nay em lại ở nhà và em cắt sửa cho một tác phẩm Xanh Quê. Đây các bác thể thấy đá chất lá rất là đẹp. Đây hôm nay thì em sẽ làm video dài một chút, cắt tỉa từ ban đầu để cho các bác có thể chiêm nghiệm rõ hơn, và có thể nhiều bác chơi lâu năm hơn thì em không dám múa rìu qua mắt thợ. Nhưng mà có thể các bác mới tập chơi chưa định hình được thì có thể cắt tỉa một cách mình sẽ tự tin cắt tỉa hơn. Đây cá nhân em thì em tự mày mò thôi. Đây là hôm nay em thì em quen tay rồi thì em sẽ cắt trực tiếp những cái cành nó cao hơn trước để mình bớt được thời gian khi xuống lá. Đây em thực hành luôn cho các bác xem. Các bác nào cẩn thận hơn ấy thì chúng ta nên xuống lá, dùng kéo xuống từng mắt lá một theo các bác, mỗi các bác phù hợp. Còn cá nhân em ấy thì khi mà ta kiểm tra ấy, khi ta dứt mà cái lá nó đứt sát vào cuống, đây các bác có thể thấy cái lá đứt sát vào cuống thì các bác nó sẽ không bị mất cái mắt răm, tại vì có những cái mắt ngủ ở dưới cuống lá. Khi mà mình dứt mà thấy nó đứt sát vào cái cuống lá, đây đã không còn cái cuống, đây cái cuống còn trên thân cành ấy, thì lá đã tương đối già và chúng ta có thể bứt lá bằng tay. Cá nhân em thì em sẽ bứt lá bằng tay cho nó nhanh ạ. Còn nếu mà các bác thấy mà khi mà bứt lá thì nó đứt cả cuống vào chỗ mắt mầm, mắt ngủ thì các bác nên dùng kéo ạ, dùng kéo cắt nhặt từng lá một ạ. Và những lá non thì các bác nên dùng kéo cắt, thì nó sẽ giữ lại được những cái mầm và giữ mắt. Chỉ là chơi trên lý thuyết thôi, chơi trên demo nên là người ta sẽ không hiểu được giá trị đức thực của những tác phẩm bonsai từ Xanh Quê. Tác phẩm Xanh Quê này là một nghệ nhân Thanh Hóa tạo tác ạ, anh Lê Lộc ở thành phố Thanh Hóa. Và em có mua của anh ấy cũng lâu lắm rồi, cũng được gần 2 năm rồi. Những cái rễ và những cái răm thừa. Em sẽ loại bỏ đi những cái rễ mọc trong quá trình mưa gió nhiều thì nó sẽ mọc ra từ thân rất nhiều rễ, và đặc biệt đấy là đặc điểm đặc trưng của Xanh Quê đấy, giả rất nhiều rễ từ thân. Em sẽ bỏ đi những cái rằm nó chết. Lọc bỏ đi những rằm thừa, rằm ở dưới gầm, những mắt rằm dưới gầm là chúng ta cần loại bỏ đi thì nó mọc không cần thiết.
này chúng ta cứ phải thực hành và thực tế, cắt tỉa nhiều thì nó sẽ dần quen tay thôi ạ, chứ cũng không thể như là có một cô giáo nào đó giống như các em bé mà cầm tay uốn nắn chúng ta cắt và đi những đường thép được ạ. Mình cứ phải thực hành thực tế các bạn, trăm nghe không bằng một thấy, trăm thấy không bằng một thử đấy ạ. Em cứ cắt tỉa qua một lượt trước, rồi sau đấy em sẽ điều chỉnh tổng thể lại của bóng cây sau ạ. Tại vì khi làm vừa điều chỉnh nó sẽ rất khó, khi ta nhìn lại tổng thể nó rất khó. Đấy, những cái răm mọc ở dưới gầm, những răm thừa chúng ta loại bỏ hết đi ạ. Em cắt tỉa sơ qua một đợt trước, xong tí em sẽ lại điều chỉnh lại một lượt tiếp theo, mình sẽ ngắm tổng thể được cây nó dễ hơn, và có những cái nào đó mình nên cắt bỏ đi thì nó sẽ dễ hơn, dễ dàng hơn, chứ cắt một lần thì cũng không thể triệt để hết được các bạn.
và người ta nói là người con gái chỉ đẹp trong ánh mắt kẻ si tình, nên các bác sẽ thấy khi các bác bỏ tâm huyết với bỏ cái sự đam mê của mình ra thì các bác sẽ thấy tác phẩm của mình tạo ra đẹp. Mình hãy bằng lòng với những gì mình đang có, chứ mình không thể so sánh hoặc là mong ước những thứ cao sang được. Cứ vui, thú chơi cây cảnh là một thú chơi tao nhã, và hãy cứ vui với những cái gì các bác đang chinh phục và đang trên con đường mình phấn đấu ấy. Đây, em cắt cơ bản về, đã xong rồi. Thì có nhiều nhát cắt em muốn cắt triệt để sau một vài đợt sau lá lên lá nước lá mới nọc non mới thì em sẽ lại điều chỉnh tiếp để cho cây nó ổn định hơn và hoàn thiện hơn nữa. Đây em đã cắt điều chỉnh sơ qua đây. Một cây cốt trực dáng cổ thụ với những dàn tay với những dàn cắt dần chuyển cũng khá lâu ấy, để tạo một tác phẩm này cũng tốn thời gian đấy. Và có nhiều nhát cắt phải cắt đau, cắt triệt để thì nó sẽ thành công hơn sau này. Đấy, đã xong em chia sẻ qua các bác ạ. Cảm ơn các bác đã theo dõi em và mong các bác sẽ đăng ký ủng hộ xem những video của em để em có thêm động lực ra nhiều video chất lượng hơn trong thời gian sắp tới ạ. Cảm ơn các bác ạ.